Làm việc với những thuộc tính mở rộng của người dùng. Khi chúng ta làm việc với các việc cấp quyền, cấp phép với làm việc file, thư mục ấy, thì mối quan hệ luôn tồn tại giữa người dùng và nhóm đối tượng, giữa người dùng hoặc nhóm đối tượng với và cái quyền những cái nhóm người dùng đó hay là nhóm đối tượng đó có trên file, thư mục. Một phương thức hoàn khác để bảo vệ file trên hệ Linux đó làm việc với cả các thuộc tính. Các thuộc tính ở đây thì làm việc với làm những việc mà người ta không quan tâm lắm với cái việc là cái người dùng nào truy cập file. Như thuộc tính được là văn bản, thuộc tính được tồn tại nhưng mà chưa cài đặt. Đừng chúng hỗ gì đâu. Tiếp sau đây là một số thuộc tính quan trọng nhất chúng ta phải sử dụng ngay. Đây là cái thuộc tính đảm bảo rằng cái file, cái thời gian truy cập file là không thay đổi. Thông thường mỗi lần mà cái file được mở ra thì cái file, thời gian truy cập file được ghi đè lên cái siêu dữ liệu của file. Việc này ảnh hưởng đến một cách bất lợi. Ảnh bất lợi đến cái hoạt động của cái hệ thống. Do đó trên file, những file mà thường xuyên truy cập ấy, thì cái thuộc tính A có thể sử dụng để tắt cái tính năng này đi. Còn A nhỏ, thuộc tính này cho phép một cái file phải thêm vào nhưng không bị xóa đi, nội dung file tăng thêm nhưng không bị giảm đi. C là nếu bạn sử dụng một cái file hệ thống mà ở đó thì có áp dụng cái cơ chế là nén thông tin, thì cái file, tôi thuộc tính file này đảm bảo rằng cái file bị nén lần đầu tiên khi mà cái cơ chế nén được kích hoạt. D hoa cái thuộc tính này ấy, đảm bảo rằng thay đổi những file được ghi ngay vào đĩa mà không phải vào cái bộ nhớ tạm. Cái này là một tính năng quan trọng trên các file cửa sửa dữ liệu để đảm bảo rằng chúng không bị mất khi đang ở cache. D nhỏ, cái tính năng này đảm bảo rằng file không bị được lưu sao lưu trong quá trình sao lưu khi mà lệnh dump được chạy. Y lớn, y hoa. Y hoa. Tính cái thuộc tính này bật cơ chế chỉ mục trên thư mục nơi mà nó được bật lên. Y thường là thuộc tính này làm cho file là không thể thay đổi được. Do đó không chúng ta không thay đổi của file. Mà cái thứ này thì rất là quan trọng cho những cái file nào cần có một sự hỗ tăng cường hỗ trợ bên ngoài vào đảm bảo giữ nguyên dung file. S thì thường thuộc tính này ghi đề các block nơi mà file được lưu trữ với không sau khi file đã được xóa, sau khi xóa rồi thì nó ghi đề ngay row không chỗ địa chỉ đó. Điều này đảm bảo rằng các cái việc mà tái cấu trúc lại cái file đó, tạo lại cái file đó từ sau khi xóa là hoàn toàn nó cứu file vứt đi nữa. S là thế. Thuộc tính U, cái thuộc tính này thì để lưu những thông tin chưa bị xóa, nó cho phép một cái phần mềm được phát triển mà làm việc với những thông tin để tính cách xóa file. Chú ý, mặc dù có một số cái thuộc tính được sử dụng, nhưng mà chắc chắn rằng phần lớn các thuộc tính thì thường là mang tính thử nghiệm và chỉ rất hiếm khi một cái phần mềm có thể làm việc với những thuộc tính đã cho.
Ví dụ như là nó không nghĩa gì để áp dụng cái thuộc tính U nếu mà cái phần mềm đó đã được phát triển có thể dụng phục chính này để tái tạo lại các file đã bị xóa. Nếu chúng ta muốn cập áp dụng một thuộc tính, chúng ta hiểu dụng chữ là chart, tức là chain attribute. Ví dụ như là chart cộng add some file, tức là thêm vị s ở đó, thì để thêm một cái thằng đó vào. Nếu bỏ đi thì là chữ chtr trừ chữ s gì gì đó, nó sẽ cái thuộc tính cấp bậc cao bị xóa. Thử chạy ra.